Hello and welcome to this episode of Ta Phienom. Now, a group of American writers and poets have for many years dedicated their hearts and efforts to bringing Vietnamese literary works to the United States. Now, even in the earlier days when the United States hadn't even normalized relations with Vietnam, these people have made it possible to clear the path and overcome all difficulties in order to make Vietnamese literary works more accessible to the American public. Now, we're very lucky and honored to have some of them in our studio today. First, before we begin talking to them, let's take a look at a video clip to learn more about our guests. Kevin Bowen is the director of the William Joyner Center, which has been the active contributor to bridging Vietnamese and American literature. As a war veteran who fought in Vietnam from 1968 to 1969, he's one of the first American writers who have overcome enormous difficulties and even threats to his family to bring Vietnamese literary works to the U.S. Bruce Weigel is a well-known American poet who has written various well-renowned poems in the last 25 years. He's also a Vietnam War veteran. Many of his poems are inspired by the time he spent in Vietnam, including his best-selling prose memoir, The Circle of Hang. In addition to writing his own poetry, Weigel has translated and edited many Vietnamese poems which have been published in the U.S. Nguyen Ba Trung is an overseas Vietnamese, a poet and translator of many Vietnamese literary works, including Lê Lưu's Time Far Past and Nguyễn Duy's Distant Road, Selected Poems. He's also the co-editor of The Mountain River, Vietnamese Poetry from the Wars, 1948-1993. Poet Nguyễn Duy is a war veteran who had fought many years in the fiercest battlefields during the American War in Vietnam. Many of his poetry collections have been translated, published, and got on show in the U.S. Together with Kevin Bowen and Nguyen Ba Trung, poet Nguyễn Duy edited the Lê Trần Dynasty Zen poems. The collection was printed on huge size of paper and shown at a unique poetry exhibition in Boston in 2005. Thank you very much for joining us today. I know you have a very busy schedule and you're 2 weeks here in Vietnam, but it's great to have you in our studio. Now, let me begin with Kevin. Many Vietnamese writers call you the first American who has translated kind of Vietnamese literature and brought Vietnamese literature to the United States. And you're also the first American poet to visit Vietnam I believe it was a trip even before the United States had even normalized relations with Vietnam. So can you tell us about this trip? Oh, sure. Well, there have been many American veterans, as early veterans who were the ones who were first involved in traveling back to Vietnam. And Bruce Weigel actually made the first trip with Billy Earhart and John Balaban, two American veterans and one American poet who had worked with the volunteer services as a conscientious objector. And that was in 1986, I think. 85, 86. And I traveled in 1986 with New Year's Eve, arriving here on New Year's Day, 1987, with a group of educators, college professors. Two of us were veterans. That first trip was sort of an introduction to Vietnam, not as a war, but as a country. And it was a trip that really gave me the kind of curiosity and commitment to want to come back to make contact with writers. And that's when we first met Lê Lưu, which was the defining, really, moment in this relationship. Now, we know that Kevin Kevin and Bruce are both war veterans. Now, the difference with Nguyễn Duy, poet Nguyễn Duy, you all fought during the war, but you fought on opposite front lines. Now, I have a question for Bruce. What did you feel during when you first met and you first worked together with Nguyễn Duy? There was almost immediately in 1990 a very strong bonds formed between us. There was these two facts. We were veterans and we had become writers. So that was a much more powerful aspect of the relationship than memories of the war.
I also have said this before, that during the war, I was someone who never felt anger or hatred or any animosity toward the Vietnamese people, because I didn't have any reason to. And the ones, the Vietnamese that I had contact with, were always very sweet and kind people to me. It actually felt very natural to form these friendships, and it was very gratifying. And even in some cases, at the 1990 conference, we were able to have conversations and pinpoint exact days when this battle was happening, and this Vietnamese man was trying to kill me, and I was trying to kill him. And it was very moving for both of us, for both sides. But the Vietnamese taught us very quickly that in the war, we were enemies. The war is over, now there's no reason why we can't be friends. Okay, so I'm going to ask now to return now to poet Duy. Do you have the same feelings? Chúng tôi đều là lính trong chiến tranh ấy, là bắn nhau. Nhưng mà nghĩ cho cùng ấy, thì con người ta sinh ra không ai muốn làm lính cả. Đó là một cái công việc bất đắc dĩ mà phải làm thôi. Những người lính bao giờ cũng mong muốn có cái ngày kết thúc chiến tranh, mong muốn hòa bình, và trong lòng họ luôn luôn trào lên cái khát vọng hòa bình. Tôi cũng vậy, mà chắc là những người lính ở đối phương cũng vậy. Cho nên khi chúng tôi gặp nhau là đều rất mừng. Cái mừng thứ nhất là còn sống sau cuộc chiến. Cái mừng thứ hai là cái khát vọng hòa bình của mình đã thành hiện thực. Mong một ngày chiến tranh chấm dứt. Và cái mừng thứ ba là bây giờ lại những người lính lại cùng nhau làm văn chương để ca ngợi một cái đời sống thanh bình, không phải chỉ cho dân tộc mình và cho toàn thế giới. Tôi chỉ là một trong hàng chục tác giả Việt Nam được đọc thơ trên đất Mỹ trong cái chương trình giao lưu văn học của William Turner Center. Và tôi với Kevin Bowen, với Brooke Weigel đã làm những cuộc đọc thơ phải nói là rất là hào hứng. Khi tôi tới Boston là vào tháng 6 năm 1995 lần đầu tiên, thì ngày mùng 10 tháng 7 năm 95 chúng tôi được cái phòng liên lạc của Việt Nam ở Mỹ báo tin là nếu không có gì thay đổi thì ngày 11 tháng 7 năm 65, năm 95 đấy, sẽ bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Đến chiều ngày 11 tháng 7 thì chúng tôi ngồi tại phòng liên lạc của Việt Nam ở Washington DC theo dõi truyền hình cái buổi tuyên bố của Tổng thống Mỹ Bill Clinton về bình thường hóa quan hệ Việt Nam và Mỹ. Ngày 12 tháng 7 thì trên một tờ báo Boston Chủ nhật này, in cái bài thơ của tôi, bài thơ do anh Kevin Bowen với sự giúp đỡ của anh Nguyễn Bá Trung, bài Khúc hát hòa bình, in trên một tờ báo lớn của Boston. Và toàn bộ bài thơ đó là rất dài. Đó là bài thơ mà tôi viết ở Mạc Tư Khoa năm 1985 tặng một nhà văn Nga, ông Marian Tkachuk. Bài thơ theo tôi được biết là rất được hoan nghênh trong bạn đọc Mỹ. Mà điều lạ lùng đối với tôi là tôi không hiểu ông Kevin đã đọc cái bài thơ đó từ hồi nào, và ông lặng lẽ ông dịch vào lúc nào để đến đúng cái thời điểm mà bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt Nam ấy, thì bài thơ được in trên một tờ báo lớn.
của nước Mỹ. À, tôi với Brooke Weigel cũng làm một cái cuộc đọc thơ ở Los Angeles nhân cái ngày người ta kỷ niệm ngày nạn nhân bom nguyên tử Hiroshima ngày 6 tháng 8. Tôi với Brooke Weigel đọc những cái bài thơ của chúng tôi, và đặc biệt đấy, cái người mà phiên dịch cho chúng tôi ấy, là anh Vũ Huy Quang, đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong cái buổi đọc thơ đó hiện diện 3 cựu chiến binh. Tôi là cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam. Brooke Weigel là cựu chiến binh quân đội Mỹ. Và ông Vũ Huy Quang là cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả những gì mà chúng tôi cùng nhau làm được ở trên đất Mỹ trong những cái buổi đọc thơ là đều đem đến một cái tinh thần hòa bình, một cái tinh thần hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Và đấy là những kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi. This is a visit of American writers to Vietnam. During this trip, they visited Lê Lưu, the decades-long collaborator. And for Lê Lưu, he still cannot forget these American partners who have helped him and others bring Vietnamese literary works to the U.S. Thì nói ngay rằng những người Mỹ họ sống tuy có những mặt này các thứ đánh nhau là kẻ thù của mình, nhưng bản chất của họ là những con người mà đã chơi mình, con người rất tốt. Năm người làm với Tây Gia Văn suốt 2 năm, họ làm rất công phu, rất kỳ nữa. Cho nên đến khi mà cái hôm ra mắt Thời Gia Văn và meeting ở trường Đại học Massachusetts, tôi tí suýt khóc vì cái sự cảm động đó không. Những ngày chúng tôi sang đó, các nhà văn Mỹ đã đón nhận cái dân tộc Việt Nam bằng tất cả những thiện chí của họ, bằng tình yêu hòa bình của họ, bằng sự bắt đầu họ đã hiểu biết một nền văn hóa, và người Mỹ đã bắt đầu đã gọi Việt Nam không phải là một cuộc chiến tranh mà đó là một đất nước của văn hóa, đặc biệt một đất nước của thi ca. For 20 years, they worked together to reconcile the two nations through literature. Though not everyone actually knows what they do, the friendship and good feelings they built are the best things they have for each other. Now, it has become much easier these days for Vietnamese and American writers and poets to come to each other's countries for exchanges, but one can hardly imagine that back in those earlier days, it was a very difficult task, one that was even dangerous for writers and poets to do so in the late 1980s and 1990s. Now I'm going to turn to Kevin and ask. A time far past by Lê Lưu, we talked about him from the very beginning, became one of the first Vietnamese novel to be translated and also published in 1994 in the United States. And in 1988, even when the relations between Vietnam and the U.S. was very tense, William Joyner Center managed to invite Lê Lưu as one of the first Vietnamese writer to attend a workshop in the United States. Now, I must imagine that this trip was not easy at all. No, especially for Lê Lưu. It was very difficult even getting the invitation. There was no mail, there was no internet, there were no communications, so we had to have the letter hand-delivered by someone who was going to visit into Hanoi. So it took even a month for the letter to get there, and that not knowing if it had gotten there and what was going on. We had to arrange again a ticket when it was at a time that the embargo, you couldn't buy tickets from U.S. travel agencies. We had to get it through Canada. He had to travel to Thailand, to Bangkok, to get his visa, which took a month to clear because of the whole procedure in the U.S. of security clearances. And then he had to make his way to the U.S. Without having any real English language skills, and arrive with a group of people who really didn't know the language at all. But it was maybe
the hardship and the obstacles that made it all the more significant and made us realize how important this work was, and made the commitment all the more deep, I think, and heartfelt. He stayed at our house. There were no Vietnamese restaurants in the United States then. He had to eat our food. It was very difficult. We brought some friends up to cook meals, and there were the first tense kinds of meetings with American veterans, who we didn't know what to expect, because this would be the first time they had met someone from Vietnam and someone who had fought in the war. Those turned out to be incredible exchanges. Very, very important and life-changing for the people, for the many of the American veterans. Now I will turn to Zui now and ask, when was your first trip to the United States, and how was that trip? Lần đầu tiên tôi tới Mỹ là năm 1995. Lúc nãy tôi đã nói rồi, một ấn tượng rất mạnh. Nhìn lại những đối thủ của mình, những nhà thơ một thời là đối thủ, may mắn thay không bao giờ là kẻ thù. Và cái việc chúng tôi đi đọc thơ với nhau là việc là một điều rất có ý nghĩa. Ở đây tôi phải nói đến cái sự nỗ lực của Vietnam China Center. Cái trung tâm này được thành lập từ năm 1982. Nó là một khoa của trường Đại học Massachusetts. Nhưng mà đến năm 87-88 thì mới bắt đầu thực hiện cái chương trình đưa các nhà văn Mỹ, cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam qua lại, giao lưu với nhau. Thì lúc đó là khó khăn lắm ấy. Cái Vietnam China Center là cái cầu nối, một cái nhịp cầu nối giữa văn học Việt Nam và văn học Mỹ thời sau chiến tranh. Mà cái nhịp cầu để mà nối Vietnam China Center với anh em chúng tôi lại chính là ông Nguyễn Ba Trung này. Người cũng hết sức là tâm huyết, bỏ cả công việc và bỏ cả mọi thứ quyền lợi của mình để tham gia vào một cái hoạt động văn hóa và nhân bản như vậy. Và lúc đó là khó lắm, về phía Mỹ cũng không có ủng hộ mấy ông này đâu. Ông Kevin là phải đưa khách về nhà, rồi giao cái nhà bếp cho khách luôn. Như chúng tôi sang như thế là phải đi chợ, ông ấy đi chợ, đưa chúng tôi đi chợ mua cá mắm các thứ về nấu. Mà đối với một gia đình người Mỹ mà có một người lạ ở trong nhà đã rất là khổ rồi, lại mấy cái ông người lạ là người lạ Việt Nam nữa, mắm rồi cá rồi hút thuốc lào, những cái điều đó là rất kiêng kỵ đối với một gia đình người Mỹ. Nhưng mà họ đã chịu đựng hết, không phải chỉ riêng ông Kevin, ông Trung đâu, mà còn cả những người thân, cả gia đình của họ cũng phải gánh, nai lưng ra mà gánh cái gánh nặng các nhà văn Việt Nam. Và đấy, từ những cái khó khăn lần lần như thế, rồi sau này nó mới có cái những cái chương trình hợp tác chính thức, thí dụ như là giữa China Center với Hội Nhà văn Việt Nam, mà nó có hoạch định một chương trình chính thức. Chứ lúc đầu trong 7-8 năm đầu các vị này cực khổ và vất vả lắm, quỹ thì không có nữa. Và như tôi đã viết trong một cái tham luận của tôi, họ làm tất cả những việc đó là nhiệm vụ của lương tâm, từ lương tâm bắt họ làm. Chứ chính phủ cũng như là không có một tổ chức nào bắt họ làm việc đó cả. Và cho đến bây giờ thì đã giới thiệu được hàng chục cái chuyến giao lưu của các nhà văn Mỹ ở Việt Nam, xuất bản được hàng chục cái đầu sách văn học Việt Nam tại Mỹ. Có thể kể khởi đầu là cái cuốn Thời Xa Vắng của Lê Lữ, rồi thơ của các tác giả Việt Nam, trong đó có tập thơ của tôi, tập tuyển thơ của tôi chưa được in ở Việt Nam, nhưng ông Kevin và ông Nguyễn Bá Trung đã cùng nhau dịch và cho xuất bản cái cuốn thơ đó vào năm 1999. Và tôi đã được
đã được các ông mời sang tổ chức cho đi đọc thơ của mình, cũng có thể nói đây là thơ của Việt Nam, trong nhiều trường đại học và nhiều cái thành phần công chúng Mỹ, làm những cuộc triển lãm thơ của tôi ở một số thành phố trên đất Mỹ. Thì tôi nghĩ là với một cái nỗ lực của lương tâm, các ông đã làm được những điều mà trước các ông chưa ai làm được. Và tôi nghĩ là sau các ông ấy thì có thể có một sự tiếp nối tốt đẹp. Nhưng cái khởi đầu của công việc vô cùng khó khăn, đó là các ông ấy gánh hết. Và tôi là người mà được tới Mỹ trong cái điều kiện mà các cái Trainer Center đang gặp rất nhiều những khó khăn. Và tôi thấm thía ghê lắm. Khi chúng tôi tới là có những người ta còn biểu tình để mà người Việt Nam biểu tình chống các nhà văn cộng sản, và Joyner Center còn bị cộng đồng người Việt Nam ở Boston vu cáo là thân cộng, là tay sai của cộng sản. Và chúng tôi đã cố gắng để làm những cái điều gì xứng đáng với cái tấm lòng của những người bạn Mỹ. Increasing mutual understanding between Vietnam and the U.S. through literature has been the dreams of writers and poets from both sides. Nearly two decades ago, Vietnamese writers and poets were invited to the U.S. by American partners, and many of the literary works they bring along have been translated into English and introduced to American readers. Since the publication of Lê Lợi's A Time Far Past in the U.S., now dozens of Vietnamese novels and over 300 Vietnamese poems have been translated and published. But that's still a small number compared to the huge treasure of Vietnamese literature. For you, Kevin, you've made enormous efforts, bearing all difficulties and even also the dangers of bringing a Vietnamese writer into your home during the time when the relationship between the two countries was really tense. So what was the motivation for you? I have to say it's the support of my family. My wife is an extraordinary person. Her brother served in Vietnam. He was one of the few Harvard graduates to serve there. And my wife has been a Buddhist for many years, so she has a very deep connection to things that are of the spirit and also that are related to peace. And we thought that this was really important work, and it was also going on at the time that our country was involved in the first Gulf War. And again, that, you know, we needed our country to learn from its past. But also was an incredible enrichment of our lives. You know, we had death threats. We had to have our phone number changed. We had calls in the middle of the night. People threatened things to with my wife. My wife actually had someone get in the car with her. You know, these were things that we didn't take lightly. We knew that this was important work, and this was, in many ways, our life work. Maybe this is why, you know, I ended up in the war, and why I survived. We never know what these answers, but there was that kind of thing. And then there's also a stubbornness. I'm Irish. I don't like people telling me I can't do things. A sense of a bonding that we were doing this together. I never had the sense that I was doing this. It was my family, it was the Vietnamese writers, it was Bruce Weigel, it was Chung. Chung probably suffered the most in terms of the kinds of threats and hardships he was put through because of doing this work. Now, going back to those days with all of these kind of, as poets we had mentioned, there were even protests from overseas Vietnamese. Do you recall those days, Chung? Because I realized the rationale for the protests, that I didn't have a problem dealing with it. Basically, you know, working with Kevin, with the Joyner Center, Bruce and others, I realized the main focus is to try to reconcile the American
and the Vietnamese after the war. Well, that's a very noble effort to any war, that we should try to resolve it so that we do not have to repeat it again in the future. That is something that essential have to be done either now or in the future. But of course, the sooner the better. Somebody have to start it. But to the Vietnamese refugee, they look at us, the Joint Center, sided with the communists, mm-hmm. trying to bring the communists over to try and to continue to damage their community, which is totally incorrect. I work with Kevin, I work with the Joint Center, I know that that's not the purpose. The other thing is, there are 86, at the time probably, say over 70 million Vietnamese. There's only 2 million Vietnamese overseas. This is the country. This is the culture that will continue, survive, and prosper. Mm-hmm. The 2 million Vietnamese overseas cannot represent Vietnamese history or Vietnamese culture. Exactly. So as a Vietnamese, after, as I said earlier, understand the war, going through different perspectives, all of them. I was once like them, very, very anti-communist. Mm-hmm. So I understand perfectly where they're coming from. Mm-hmm. I think that that sort of protest, that sort of the persistence to maintain hatred, division within the Vietnamese community is counterproductive. It doesn't solve anything. It brings more suffering to the Vietnamese in Vietnam. So regardless of all the threats, all the difficulties, I find that there's no choice. We have to continue what we're doing because that's the only way we get better. Well, during their stay in Vietnam this time, the American poets attended a poetry night with the Vietnamese poets. Now, many of the poems which have been translated and published in the United States have been recited in this poetry night. So let's have a look at that. Playing basketball with the Viet Cong. A poem by Kevin Bowen was chosen as a theme of a poetry night held in Hoa Binh Province. The event was attended by many Vietnamese and American writers and poets. You never thought it would come to this, that afternoon in the war, when you leaned so far into the controls, you almost became part of the landscape. Just you, the old man, old woman, and their water buffalo. You never thought then that this gray-haired man in sandals, smoking Gauloises on your back porch, drinking your beer, his rough cough, punctuating tales of how he fooled the French in 54, would arrive at your back door to call you out to shoot some baskets, friend. Tôi rất thân với ông Corvin Buen, là cái người là chủ tịch của cái trung tâm này. Tôi biết tức là ông đã trải qua rất nhiều những cái vượt qua rất nhiều khó khăn, thậm chí cả những sự hy sinh. Kevin Boe nó thậm chí có lúc có lần bị đe dọa đến cả tính mạng, nhưng mà có thể nói rằng ông đã cống hiến toàn bộ cuộc đời ông sau chiến tranh cho cái công cuộc hòa giải giữa hai cái dân tộc chúng ta. Vietnamese writers always find these poetry nights a great event, not only for literary exchanges, but because it offers a chance for writers and poets to review all the things they've done in the past. Những cái nhà thơ ở trong cái trung tâm William Jonah là những người đã xây dựng cái nhịp cầu văn hóa giữa hai dân tộc. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái biểu hiện rất là cao quý. Wrapping up the event, all writers and poets signed a banner of the poetry night. American writers and poets, when returning home, know that they always in the heart of Vietnamese partners and Vietnamese people. The Lý Trần Dynasty poem collection has also been translated and published in the United States. Now, for Yu Chung, why did you decide to translate these works? Well, living there in the U.S. for a long time, I'm always curious. The reason that I want to go abroad to stay was to find out why that this country is so powerful, and that Vietnam as a modern country could not, be as well developed as they are. That's an essential question for any, I guess, Vietnamese at the time, in terms of all the suffering, all the conflict that occurred in the country. And so when I stay in the U.S. for a while,
I think if we choose any modern subjects, economics, science, physics, biology, the Vietnamese have to be students of the rest of the world. They are much more advanced. They are much better. So what do we have to offer? And looking back at what we have in the past, this whole tradition of Zen poetry or Buddhist writing and Buddhist tradition and Buddhist practice is something we can offer the world. We could be, you know, be other people's teachers because it is a tradition that we have carried on for 1,000 years or more. And it's very deep. It permeates our history, permit our culture, and it makes the Vietnamese what they are. Mm-hmm. So I think that's the kind of contribution, if we translate, that could be a benefit to others. Mm-hmm. I understand that Zui, you brought this poem collection over to the United States and were instrumental in getting it translated and published. Can you tell us more about this poem collection? Ngoài cái việc đọc thơ và in thơ của tôi do Vietnam China Center tổ chức ở Mỹ thì bên đấy đã tổ chức những cái cuộc triển lãm thơ của tôi. Mình đã làm đề thơ lên những cái bức ảnh, rồi đề thơ lên những cái bức ảnh và lại in trên giấy gió, đóng thùng gánh sang triển lãm ở Mỹ. Thì có thể nói đây là cái người đầu tiên gồng gánh thơ đi xứ người như thế. Và cái đó là do Vietnam China Center họ tạo điều kiện cho mình làm. Nhưng cái điều mà tôi thật sự tâm đắc không phải là việc họ đối xử với thơ của tôi, mà việc họ đối xử với cả một nền văn hóa. Chính Nguyễn Ba Trung và Kevin đã cùng với tôi làm cái tập tuyển tập thơ Lý Trần Tam ngữ Hán, Việt và Anh ngữ. Chúng tôi có in thành một cái cuốn sách rất là lớn, cuốn sách giấy gió khổ 80-110 cm, và lại mang lại gánh cái thơ Lý Trần đó sang triển lãm ở Mỹ năm 2007. Các bạn đã tổ chức đưa cái cuốn thơ này sang triển lãm tại Boston. Không phải là chỉ là đối với thơ của các tác giả cựu chiến binh Việt Nam, mà thơ của tổ tiên chúng ta cũng được các bạn Mỹ nhiệt tình đón nhận và cùng với chúng ta quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. A workshop on how to make Vietnamese literature more accessible, more easily accessible to the American public was held in V Resort of Hòa Bình, right outside of Hanoi here. The workshop gathered 150 participants who are Vietnamese writers, poets, cultural researchers and managers, and also American poets. Now, they brought to the workshop their heartfelt opinion on how they can possibly make Vietnamese literature more accessible to the American public. So let's have a look at that. Apart from their own efforts, writers of the two countries are encouraging more people to join their mission. With this seminar, writers and poets from both sides hope to promote better mutual understanding, boosting the reconciliation process. Cuộc hội thảo văn học Việt Mỹ sau chiến tranh đó, nó làm cho những cái người làm công tác văn học nghệ thuật, những cái người làm công tác văn hóa và kể cả những cái nhà làm công tác chính trị này thấy gần gũi với nhau, gặp nhau ở một điểm. Đấy là tính nhân văn của văn học nghệ thuật. According to attendees, Vietnamese literature is not very popular abroad since there is no strategy for its promotion on the global scale. So it's time to make a change, said writer Vũ Quỳnh Phương. Chúng ta phải mất cái công, tức là làm marketing. Thì cái việc đó cũng cần một cái kinh phí, mà tôi nghĩ rằng cái này cũng phải dựa vào những cái tổ chức tư nhân lớn, và nhất là dựa vào kinh phí ngân sách của nhà nước.
Many seminars and exchanges have been held between writers and poets of the two countries in the past years, and the increasing in the number of writers and poets in the coming year promises higher recognition of Vietnamese literature around the world. So now this question is for you, Bruce. What should we do, what can we do to make Vietnamese literature reach out more to the American public? The most critical thing we need to do is train translators on both sides and to engender the kind of exchanges that Kevin has already begun, to widen those exchanges and to make an effort to invite young writers and young translators to the United States specifically to be involved in those kinds of programs. I think that that's the most important thing we can do. Okay. What other things can we do, Kevin? Well, I think it's important that we have some more connections with between universities and creative writing programs. Creative writing programs in the United States now are paying much more attention to translation. And that kind of exchange back and forth, and with the possibilities of the internet and email, that people working on joint projects together have a, you know, a lot more opportunity now than the old days when it was it would take a year to go back and forth with the manuscript. And also in terms of publishing, in the United States, if you were publishing a book of translation, it usually takes a couple of years, one to do, just to do the translation, and then the process of peer review and production. When we were here in January, we saw some very nice books produced here in Vietnam of bilingual translation. It may well be possible to do some sort of exchange in terms of the books being published in Vietnam in a much more immediate format and being sold both in the U.S. and in Vietnam. And some of these could be collaborations. One of the things we'll be talking about is having people interested in translation coming to Vietnam and working with the Nguyen Du and people coming to the U.S. and expanding that those kinds of opportunities are important. And reviews. The other thing is people don't know a book exists unless the reviews get out there. And I think we should be beyond the point where reviews are ideological in nature and trying to rehash old histories and old angers, that we need to promote more review of books that are being produced. Chung, what do you think are some of the themes and issues in Vietnamese literature that might appeal to the American public the most? In general, I think we have to go with what is the best in our literature. But of course, you know, nobody agree what is the best exactly. in our literature. But somehow we have to look at the entire history of our literature and somehow agree to what is the best in trying to bring that out. Otherwise, you pick something that's just popular for a short time, a kind of a fad. And one fad go to another, but in that there's no substance. It might be appealing for lots of people for a time, and then it's gone. Mm-hmm. It has no value. Exactly. The one that has long-term value is the one that would last. Mm-hmm. It would contribute to the understanding of human beings about subjects that really serious concern about what the world is about, what life is about, how we struggle to live our life. And I think the Vietnamese has a lot of that because over the years, thousands of years, they struggle a lot. And so we have a lot to contribute to the literature of the world because we have a unique experience. What about you, poet? You've been a poet, you are a Vietnamese poet. What do you wish for Vietnam and its literary culture? Thực sự cái nền văn học của Việt Nam rất là phong phú. Nhưng mà ở thế giới biết về cái nền văn học này quá ít. Là do cái việc dịch thuật, do việc giới thiệu còn bị hạn chế. Các bạn cựu chiến binh Mỹ ở đây không phải là nhịp cầu duy nhất, nhưng có thể nói là một nhịp cầu đầu tiên. Và từ đó nó hình thành ra cả một cái mối quan hệ rộng lớn ở những lực lượng khác nữa. Tôi
Rồi tôi hy vọng là sẽ văn học Việt Nam sẽ được biết đến nhiều hơn ở nước Mỹ. Có những việc này chính trị không làm được thì các hoạt động văn hóa có thể làm được để tạo một cái mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Và trong tương lai tôi nghĩ những gì mà còn khúc mắc có thể giải quyết bằng các hoạt động văn hóa. Văn hóa có khả năng hòa giải mọi mối quan hệ. Và với cái ý nghĩ đó thì tôi tin tưởng rằng cái văn học Việt Nam sẽ còn được quảng bá rộng rãi và sâu sắc hơn nữa. Thank you. It is our hope as well that Vietnamese literature will continue to be bridged out to not only the United States, but also to the world, and especially with the United States, that the bilateral relations will continue to grow from cultural exchanges such as this. Thank you very much for taking the time to talk with us in our studio today. I hope you will have the best of luck in all of your endeavors, especially in your quest to continue bridging Vietnamese literature to the United States. Thank you. Thank you very much. Thank you.